Xin được mến chào tất cả quý vị và quý vị đã quay trở lại với trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị khán giả thân mến, ở thời điểm mà dịch bệnh chồng dịch bệnh như hiện nay, nhiều bậc phụ huynh ngại đưa con đến bệnh viện, cho nên là khi mà trẻ bị ho hoặc là cảm thấy khó chịu thì là nhiều người sẽ đi ra các nhà thuốc để mua và cũng không biết là lựa chọn thuốc như thế nào để phù hợp. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có thể chia sẻ vấn đề này để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn. Và người sẽ cùng đồng hành với quý vị sẽ được trân trọng giới thiệu có bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa nhiễm thần kinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được kính chào bác sĩ Trương Hữu Khanh ạ. Xin chào chương trình, xin chào tất cả mọi người. Dạ, thưa bác sĩ, trẻ ho khi mà thời tiết thay đổi thất thường thì nguyên nhân là do đâu? Họ trẻ có thể do những nguyên nhân nào ạ, thưa bác Khanh? Trẻ mới khi ho hay thay đổi thời tiết là cũng bình thường thôi. Trẻ lớn lên thế nào cũng một năm cũng bị một hai lần ho, và khi lớn lắm thì mới bớt được. Thì nó có nguyên nhân có thể là viêm hô hấp trên, cũng có thể là viêm họng, cũng có thể là do trào ngược, cũng có thể là viêm phổi. Thật ra ho mà mình tìm nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân. Vấn đề là mình phải theo dõi cái cách trẻ thở, rồi ho có kèm theo cái gì khác hay không. Dạ. Thưa bác sĩ, trẻ em thường gặp những kiểu ho nào và liệu là chúng ta có thể dự đoán bệnh qua tiếng ho của trẻ được hay không ạ? Nếu mà mình nói mình dựa theo cái tiếng ho đó, mà đoán được bệnh đó, thì chỉ có ho mà khàn tiếng á. Thì người ta mới gọi nó có khả năng nhiều đó là viêm thanh quản thôi. Còn ngoài ra cách ho hoặc là ho liên tục tới mức đỏ mặt tía tai tím môi đó, thì có khả năng là ho gà thôi. Còn ngoài ra tất cả các ho thì mình không thể nào dựa vào tiếng ho mình chẩn đoán bệnh được. Có một số trường hợp thì có thể kèm theo cái tính chất của đàm á, ví dụ đàm nó đục xanh thì người ta nghĩ là nó có nhiễm vi khuẩn rồi, chứ ngoài ra cái tiếng ho không thể nào mà chẩn đoán được bệnh. Dạ, thưa bác sĩ, một số người thì không nhận diện được tiếng ho là ho đờm hay ho khan hay là ho khò khè, thì dạ nhờ bác sĩ có thể hướng dẫn cho các bậc phụ huynh phân biệt được những tình huống này với ạ. Thật ra thì chúng ta mà dùng tiếng bói để mình ho có đờm hay không có đờm thì không nói được, nó sẽ không chính xác, mà mình không nên học có làm gì. Ho đàm thì nó sẽ khạc ra đờm ha, thì tùy coi cái đờm nó để mình đánh giá. Thứ hai là ho khan thì không chắc là không có đờm ha, cho nên mình đừng có dựa vô tiếng ho để mình nói cái này là có đờm rồi hay là thế này thế khác, không làm được cái chuyện đó đâu. Bây giờ mình thấy đờm nó đục hoặc là mình thấy đờm có máu thì mình mới biết được, chứ còn ngoài ra đừng có học làm gì cái tính chất ho để mình suy đoán là khả năng như thế nào không có được đâu. Dạ, trẻ ho thì khi nào cần phải đến bệnh viện ngay ạ, thưa bác sĩ Khanh? Một số em bé thì khi ho thậm chí là ói, thì trong những trường hợp này cha mẹ cần phải xử lý như thế nào ạ? Có cần phải quá lo lắng hay không? Thật ra một em bé ho đó, mà em bé vẫn còn chơi thì mình uống thuốc giảm ho thông thường. Dạ. Quan trọng là cái ho đó nó làm cho em bé mất ăn mất ngủ không? Rồi đó chúng ta mới tính tới cái chuyện là phải làm cái gì. Còn song song khi mà trẻ ho đó, mình phải coi trẻ ho mấy ngày có kèm theo cái triệu chứng gì hay không, sốt cao hay không, có thở mệt hay không, thì lúc đó chúng ta mới có thể là đi bệnh viện hay là tự lo giải quyết thuốc. Chứ ngoài ra thì khi ho thì đương nhiên là chúng ta sẽ uống thuốc ho nếu như là cái ho đó làm cho trẻ khó chịu, trẻ ho cho mất ngủ, trẻ ho cho không ăn được, trẻ ho quá nhiều cho không có chơi được. Dạ, thưa bác sĩ, với trẻ mà ho có đờm thì màu sắc đờm như thế nào là chúng ta cần phải đưa trẻ ngay đến các cơ sở y tế, và màu sắc đờm của trẻ thì cảnh báo điều gì ạ, thưa bác sĩ Khanh? Nếu mình ho mình thấy trong đờm nó khạc ra đờm nó có máu á thì chắc chắn là phải đi khám bệnh để bác sĩ coi cái máu đó từ phổi hay là từ nó chảy cái họng, rồi khám là mới biết được. Điều thứ hai là mình thấy cái đờm nó đục mà nó vàng á thì khả năng nó nhiễm trùng là cao rồi. Thành ra mình mới đi khám bệnh. Còn trường hợp em bé nó ho nó ói là có nhớt đó, thì cũng không chắc là do một cái nguyên nhân gì đặc biệt đâu, thì đa số em bé nó ho nhiều nó sẽ có cảm giác ói ra. Dạ, thưa bác sĩ, trẻ bị ho thì cha mẹ có thể cho con mình uống thuốc gì và uống như thế nào? Thuốc ho thảo dược hay là thuốc ho tân dược? Loại siro thì nên dùng loại nào? Và chúng ta có những lưu ý gì khi sử dụng những loại thuốc ho này cho trẻ hả, thưa bác sĩ Khanh? Thứ nhất á, khi em bé ho thì mình phải coi bé là bao nhiêu tuổi. Thông thường á, một em bé mà từ 2 tuổi trở lên á, thì rất là dễ uống thuốc ho. Vì ba đa số thuốc ho tân dược khoảng 3-4 tuổi hay là 2 tuổi trở lên á, thì có thể xài được. Cái liều dứt đo cái liều mà chuẩn. Còn lại em bé nhỏ dưới 2 tuổi á, đặc biệt là dưới 12 tháng, thì đa số là chúng ta sẽ sử dụng thuốc ho thảo dược. Hoặc là tự mình làm, tinh tắc với đường phèn, rồi, rậu tần gì đó.
À, cái đó mình có thể tự làm được. Còn thuốc ho thảo dược chúng ta chỉ mà đi ra ngoài chúng ta nhìn vô cái lọ thuốc ho thì người ta thấy ghi là nó nguồn gốc từ thảo dược. À, ở Việt Nam thì mình có Aztec, rồi mình có Rospan hay là Danospan, đó từ cái lá thường sum hay là một số cái lá cây thì mình có thể sử dụng được. Còn ngoài ra thuốc ho tân dược á, thì mình nên hỏi hỏi ý kiến của bác sĩ. À, bởi vì uống á, thì phải uống đúng liều, chứ còn mình không có tự mua thuốc ho tân dược được. Dạ, ở trong dân gian thì chúng ta có rất là nhiều những bài thuốc như là chanh tắc đường phèn hay là cần dày lá vân vân. Thì thưa bác sĩ Khanh, liệu rằng là trẻ em từ bao nhiêu tuổi thì có thể sử dụng được những bài thuốc này, và liệu rằng là chúng ta nên lưu ý như thế nào khi chế biến những bài thuốc này cho trẻ ạ? Khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc như vậy đó, ha, thì chúng ta có một cái chú ý như thế này. Nếu mà có mật ong á, chúng ta nên dành cho trẻ một tuổi trở lên. À, còn nếu mà không có mật ong á, thì tùy cái lượng chúng ta điều chế thôi, nên không có một cái công thức rõ ràng đâu. À, và đặc biệt là khi chúng ta chế biến cho trẻ nhỏ thì đừng có cay quá, không nên ngọt quá. À, thì chỉ có cách đó thôi, chứ không có một công thức nào rõ ràng hết. Nếu mà chúng ta thấy có chế khó quá, trẻ nhỏ quá, thì chúng ta có thể ra mua thuốc ho thảo dược người ta đã được chế sẵn. Thưa bác sĩ Khanh, dùng các bài thuốc dân gian và thuốc ho thảo dược hay thuốc ho tân dược thì nếu như mà chúng ta dùng chung thì mình nên cách nhau khoảng bao lâu ạ? Thông thường á, thì thuốc ho thì người ta sẽ cho uống khoảng chừng 2 tới 3 lần trong một ngày. Thường chúng ta sẽ cách từ khoảng 6 tới 8 tiếng là có thể cách ra được. Và trong trường hợp mà ban đêm mà trẻ ho quá thì 4 tiếng sau mình cũng vẫn có thể cho trẻ uống được để mà trẻ đi ngủ, nó dễ dễ ngủ hơn, nó bớt ho thì nó ngủ sâu hơn. Thưa bác sĩ Trương Hữu Khanh, chúng ta cần hiểu khái niệm về thuốc long đàm là gì, khi nào cần sử dụng và mình cần lưu ý những gì khi cho trẻ sử dụng thuốc long đàm ạ? Đối thuốc long đàm á, thí dụ như một em bé nó đàm nhiều, nó tắc đàm lại nó sẽ dễ ho hơn. À, thì người ta sẽ làm thuốc long đàm ra, hoặc là cái loại thuốc nó cắt cái đàm đó nhỏ ra để cho nó dễ tiêu hơn, thì cái đó gọi là thuốc long đàm. Thì thông thường thuốc long đàm á, thì chúng ta vẫn uống như bình thường thôi, vấn đề chỗ là chúng ta để uống theo lứa tuổi. À, có một số trường hợp nó có trẻ thì sau khi mình uống thuốc long đàm vô nó có thể ho nhiều hơn, nhưng mà nếu trẻ dễ chịu hơn chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái thuốc long đàm, nó lại đưa như chỉ định theo đúng cái lứa tuổi của nó. À, đối với người dân gian thì chúng ta có thể cho trẻ uống đủ nước, bú đủ sữa, thì cái nước như vậy, thửa đủ như vậy đó, thì nó có thể làm đàn loãng ra và nó tự tiêu đi. Ở với một em bé khi mà bị ho đờm thì khá là khó chịu và quấy khóc, làm sao để chúng ta có thể hạn chế cái tình trạng này cho trẻ, và những lúc như vậy thì mình cần phải xử trí như thế nào để trẻ cảm thấy dễ chịu hơn ạ, thưa bác sĩ Khanh? Khi mà trẻ ho thì nó ít khi nào nó quấy khóc, nó chỉ ho nó khó chịu thôi. Thường thường trẻ mà nó ho mà nó quấy khóc là thường nó nghẹt mũi, nó không thở được. À, thì nó mới quấy khóc, chứ còn nó ho thì nó mắc ho là sao nó khóc được, nó ho chỉ có ói ra thôi. Thì thành ra mình coi là trẻ quấy khóc như vậy là trẻ có thể khó chịu chỗ khác rồi, mà trẻ nghẹt mũi rồi. Thông thường ho mà mình thấy khó chịu chắc chắn mình uống thuốc ho thôi, mà khi mình uống thuốc ho mà mình thấy không giảm chắc chắn phải đi khám, chứ không có biện pháp nào ở nhà để mà mình có thể làm cho trẻ bớt được. Dạ, Dạ, thưa bác thưa sĩ, bác những bậc sĩ, những phụ bậc huynh phụ thường huynh mắc thường mắc phải những phải sai những lầm sai nào lầm khi nào trẻ khi bị trẻ ho bị mà ho cần mà phải cần tránh phải mắt tránh sĩ mắc khanh? sĩ ạ? Thường thường thì có thể là phụ huynh uống thuốc sai. Yeah, thì mình uống thuốc quá liều, quá cái lứa tuổi của nó và không theo cái chỉ định của bác sĩ. Thứ hai là mình cũng đọc được một số tài liệu nói là để cho nó ho đi, ho là tốt, ho là để tống tắc những cái bệnh ra, nhưng cái điều đó nó không đúng hoàn toàn đâu. Nếu mà trẻ ho mà trẻ dễ chịu, có chịu được còn chịu được thì chúng ta có thể chờ, nhưng mà trẻ nó ho mà làm ảnh hưởng tới ăn uống, ảnh hưởng giấc ngủ thì chắc chắn phải uống thuốc ho, chứ không có thể nào nói mà để cho nó ho thì nó ho làm sao nó ngủ được, mà nó không ngủ được, nó không ăn được, chắc chắn bệnh nó không bớt, không bớt thì nó ho hoài. Đó, thì có hai cái sai lầm chúng ta cần chú ý. Với trẻ bị ho thì nên ăn gì và không nên ăn gì ạ, thưa bác sĩ? Thật sự ra khi một em bé ho đó mà chúng ta nói có kiêng ăn hay không ấy, thì nó không 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 thể biết được. Và chúng ta những em bé mà nó có cơ địa dị ứng á, thì có thể thức ăn á, hay là khói bụi á, làm cái tính chất dị ứng nó cao lên, nó sẽ ho nhiều hơn, và chúng ta cũng không thể biết được cái chất nào đâu. Và bé thì chất này bị, mà bé khác thì chất khác bị, cho nên khi chúng ta ăn uống vô đó mà chúng ta thấy em bé nó ho nhiều hơn á, thì chúng ta phải nghĩ ngay là à, cái thức ăn này có thể làm cái dị ứng, hoặc trong lúc ăn nó dễ sặc quá thì nó có thể sặc, sau nó sẽ ho nhiều hơn. Và quan trọng nhất á, là khi nó ho thì mình cho nó ăn làm sao đủ nước ra để cho đàm nó loãng ra,
còn kiêng ăn là phải biết là ở ăn vô nó bị kiêng, còn nếu mình ăn cái chất đó mà nó không không ho thêm thì mình không cần phải kiêng. Dạ, với thời tiết thay đổi thì chúng ta cần làm gì để phòng tránh trẻ bị ho ạ, thưa bác sĩ? Thật ra một em bé mà mình muốn cháu không bao giờ bị ho là không bao giờ có, không bao giờ có, thế nào nó cũng bị ho thôi. Cho nên phụ huynh mình biết cách xử lý với bé ho tại nhà, như đầu bây giờ chúng ta bàn. Thứ hai là muốn phòng tránh bệnh về đường hô hấp à. Số 1 á là uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, điều độ trong sinh hoạt. Thứ hai là phải tránh gió, tránh bụi, tránh nóng quá mà tránh lạnh quá, tránh thay đổi đời môi trường đột ngột quá. Rồi cuối cùng chúng ta phải nên chích ngừa những cái vaccine mà có trong chương trình tiêm mở rộng như ho gà, cúm, hay là sởi có bị rubella. Những cái tác nhân đó có thể làm ho, chúng ta phải làm như vậy. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trương Hữu Khanh với những thông tin chia sẻ ở chủ đề lần này. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích để quý vị có thể chăm sóc sức khỏe cho em bé một cách thật là tốt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.